Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em có dọn nhà ra rất là nhiều món nha. Đó, thanh lý các bác và về thêm một số món hàng mới này. Đó. Đây thì có điện thoại cổ này. Đó, dành cho các bác nào mà làm quán cà phê, hàng sưu tầm trưng bày nha. Đó, đèn bắt muỗi, vỉ nướng này, máy bếp nướng này. Đó, rất là nhiều đồ. Và rất nhiều sản phẩm khác nữa nha các bác. Có nệm massage này, bảng học sinh này, võng dù này, ổ điện phích cắm đủ loại nha. Ở đây thì hôm nay thì về một số cái điện thoại bàn cổ này, còn khá là đẹp nha các bác. Này thì bác nào làm quán cà phê đó, đang trưng bày hoặc là sưu tầm đó, rất hợp lý luôn, còn khá đẹp nhé. Này về mình lau cà la hoặc là dầu bóng lên là nó sẽ sáng đẹp nha. Đó, khá ok luôn. Này, dây rợ của nó này còn nguyên nha. Đó, nguyên vẹn, không hề bể nát gì nha, không hề bị hư hại gì nhiều. Đó, một chiếc như là mã số E1 920k nha. Mã số E2 cũng một cái tương tự luôn, còn này còn nguyên tem luôn này, tem số điện thoại này, cái số gì đây. Đó, điện thoại thì cổ. Đó, nào mà sưu tầm đồ xưa là những món đồ cũ, đó, mình sử dụng những cái này rất ok nha. Đó, mã số E2 920k về được một vài con thôi. Rồi, tiếp theo thì đây thì có một số cái thước, đó, thước giáo viên này, thước giáo viên cũng còn rất là đẹp nha. Khá là dài luôn. Đây, nó có đầu bọc bông, cán bọc cao su nha. Đó, thì ok luôn. Một chiếc như này 65k nha. Kéo cắt cành Tiger. Đó, kéo cắt cành Tiger. Còn chiếc duy nhất thôi. Đó, kiểu dáng chữ A này, đó, cực kỳ khỏe luôn, rất dày nhá. Đây dày gần 4 ly nhá, có trợ lực này, SK5 Japan, chiếc như này còn sót lại một cái thanh lý các bác luôn, 170k nhá, 170k. Đèn bắt mũi của Mỹ nhá. Dọn nhà ra thì vẫn còn một cái nhá, còn một cái này xài điện 220 nhá, từ 110 đến 200 đều 20 đều được nhá. Đó, có bộ đèn này, ở dưới này là cái tấm dính này. Đó, tấm dính cái này thì mình xài hết thì mình có thể tự thay nhá, thay cái tấm dính nhá. Đó, đèn bắt muỗi còn mới nguyên nhá. USD ra. Đây à, mã số E3. E3. 250k. Đó, cái duy nhất nhá. Bếp nướng này, đó, bếp nướng điện. Khá ok luôn, còn đẹp nha. Xài điện 220 nha. Nóng rất là nhanh nha. Đó,
Đó, mặt đá. Đó, ok luôn. Này mã số E4 250k luôn. Thành đi các bác luôn nha. Rồi. Tiếp theo thì có một số cái đèn pin này. Đèn pin. Đèn pin cầm tay nha. Còn có một cái này nữa. Đó, xài pin sạc nha, pin sạc. Mình có thể xài pin tiểu cũng được, thì mình ráp ở đây, bộ bên trong này nha. Đó, cái này có dây sạc này, bộ sạc của nó này. Đó. Điều chỉnh pha được nha. XML T6 pha rọi pha tỏa để tùy các bác điều chỉnh được nha. Rất là sáng luôn. Đó. Cái này thì đang bán là 100k, hôm nay thanh lý các bác luôn. Đó. 65k nha, 65k một chiếc. Còn mấy chiếc thôi. Thanh lý 65k luôn. Rồi. Eto kẹp bàn, đó, xoay 360 độ này, đó, xoay 360 độ nha, kẹp bàn, đó, ok luôn. Đây nó có mặt là mặt đen luôn này, đó, bản đây nó rộng 5 phân nhá, bản 5 phân. Đây là hãm nhá, hãm xoay. Đó, rất là khít luôn. Một chiếc như này 250k hàng Taiwan nha các bác, hàng Taiwan 250k. Kéo cắt cành LS này, các bác nào tỉa cây cành, cành nhỏ, cành hoa xài rất là sắc nha, độ sắc của nó rất là cao luôn, sự bén cũng lâu, lưỡi của nó thì dày khoảng 4 ly nhá. Đó, có hãm này. Cán nhựa nhá, nhựa tổng hợp. Để có thể tháo ra để mài giũa được nhá. Rồi, một chiếc kéo cắt cành LS như này. 100k nhá, 100k. Tụ quạt nha các bác, tụ quạt. Số quạt mình xài lâu thì nó có thể hư tụ này, quay yếu hoặc là quay chậm. Nhiều lúc bật lên nó o, mình phải mồi thì nó mới quay được. Đó thì nó có khả năng là hư tụ nha các bác. Đó, mình có thể thay thế được nha. Đó, một con tụ quạt như thế này. 35k nha, 35k một chiếc. Đó. Bộ tai nghe, headphone là ba cái luôn, Sony. Này thì này không dây này, không dây, Bluetooth đây, còn ok nhá, còn nghe được nhá các bạn, ba cái như thế, cũng còn khá là đẹp luôn. Thanh lý cho các bác 170k, ba cái luôn chứ. Bộ cân này. Đó. Chỉ cần là 180k nha. Đó, 180k luôn, bác 180k. Đây là size pin này. Pin tiểu nha, phải pin là AA. Pin 3A. Đó. Này thì để lâu thì nó hơi xét mất rồi. Đó. Này thì thay lại cái gá này là được nha các bác. Đó. Rồi con này thanh lý luôn. Về các bác thay lại cái
cái đầu pin ở trong này là nó chạy bình thường nhé các bác. Này bữa vẫn xài ngon và để lâu quá nó bị sét nha các bác. Đó. Thanh lý luôn 150k nha. 150k chiếc pin và chiếc cần là cần sức khỏe. Bộ đầu chia này, đó, đầu hơi chưa? Đầu chia hơi này, ba đầu nhá. Ba đầu. Bộ như này 65k nha. 65k một bộ nha. Chia hơi. Đây, tô góc xám thì về thêm rồi nha các bác. Đó, tô góc này có thể kẹp thanh vuông là 10 nha. Đó, thanh vuông 10. Đó, dùng cho các bác nào hàn này. Đó, hoặc là mình có thể kẹp để cắt. Đó, độ chính xác nó cao. Đấy, tô góc vuông. Đó, mình xài thì độ chính xác nó cao, cũng rất là chắc chắn nha. Đó, cứng cáp. Đó, gắn vào cạnh bàn này hoặc là cái bê tông đó thì các bác thôi. Đây tô kẹp góc vuông một chiếc này 195k nha. 195k. Đây tô để bàn này đó. Này thì bề rộng lên của nó là 6 phân nha. Đó, 6 phân này. Đây, kẹp và đầu kẹp này hết cỡ được mà 8 phân nha. Đó, 8 phân. Xoay cực nhẹ nhàng luôn. Đó, rất là khít nha. Đây nó có cái chống trượt này. Đó, chống trượt kẹp mài rũa hoặc là cắt rất là dày dặn nha. Cứng cáp. Tô để bàn một chiếc chứ này 250k. 250k. Tiếp theo đây là một chiếc nệm massage nha các bác. Đó, nệm massage. Cái này thì mình có thể để trên ghế sofa này, ghế xe hơi này, ngồi vừa xem phim hoặc là vừa đi xe mình vừa massage. Đây nó có các điểm massage đùi này, massage vùng hông này, massage gáy này. Rất tiện dụng nhá, xài điện 220. Điện 220. Đây, bộ nệm của nó đây nha các bác. Đó, này mình có thể ngồi ghế hoặc là trải ra nằm cũng được nha. Đó, nằm cũng được luôn. Đó, đây thì cái mẫu trước của nó là xài điện 110 thì nhiều bác về sử dụng rất là khó. Đó, cái này thì sử dụng điện 220 nha. Đây, ở đây thì nó có đầu nối nhé, đầu nối để dành cho xe hơi thì nó sẽ có bộ chuyển. Đó, dây sạc của nó đây các bác này. Đó, dây sạc nha, mình đấu vào đây. Còn nếu mà xài xe hơi thì mình dùng jack này nha. Đó, mình sử dụng. Đó, đặt làm ghế tựa đây. Đó, ghế tựa để massage vùng hông cho mình này, massage đùi, massage cổ cho mình. Đó, rất nhiều chế độ rung nha. Đó, chế độ rung dài ngắn rồi đây. Để cài đặt thời gian luôn này. Đó, on off. Rồi, test cho các bác nha. Em cắm điện là 220 này. Đó, cắm điện dây 220 này. Đó, bật này. Đó, rung rất là mạnh luôn. Đó, tăng tốc độ này. Đó, chế độ nhỏ này. Đó, nóng này. Đó, cho nó làm nóng nha. Rung cực mạnh luôn. Đó,
bên này là chở chỉnh chế độ mạnh nhẹ nha, đây có 3 mức đây, còn bên này là chỉnh các cái kiểu rung này. Đó. Đó, đây có 8 loại nha, đó. 8 loại, còn đây là các mức mạnh nhẹ, có 3 mức nha, 3 mức mạnh nhẹ. Đó. Rồi, đó. Cái này thì về các bác tìm hiểu thêm nha. Đó. Bác nào xài xe hơi thì sẽ có bộ riêng để cho xe hơi nha. Đó. Một bộ như thế này, nệm massage. Đó. Em đang bán với giá là 380k nha. Đó, 380k một chiếc. Rồi, tiếp theo. Đây là một cái cưa sắt, đó, cưa sắt. Cưa sắt cho các bác đây. Đó. Này toàn bộ cán của nó đó, thép hết nha, đó, cực kỳ là cứng cáp luôn, tay cầm lớn này, dễ sử dụng. Đó. Cái này thì mình có thể điều chỉnh nha, điều chỉnh độ dài ngắn của lưỡi cưa đó, tùy theo mẫu lưỡi cưa của mình. Đó, mình xài hư lưỡi cưa có sẵn này rồi thì mình có thể thay thế được nha. Đó, có 3 mức này, 3 mức lưỡi cưa dài ngắn loại nha. Bác nào mà muốn lưỡi cưa nó hơi lệch cỡ một chút đó, thì mình có thể là cắt mớm ở chỗ này là hoặc là đâu đó để mình chỉnh cái độ lưỡi cưa cho phù hợp với cái mẫu lưỡi của mình nha. Đó. Và một chiếc cưa như thế này là 75k, lưỡi cưa sắt rất là cứng cáp luôn. Đó. Bác nào mình xài này là làm cưa gỗ cũng được luôn. Đó. Mình thay thế lưỡi cưa gỗ vào là được thôi. Đó. 75k một chiếc nha, khung thép rất cứng luôn. Rồi, lưỡi cưa gỗ này, Canon. À, mạch lớn nhá, mạch lớn. Cưa cực sắc luôn. Bản siêu lớn này, à, siêu nhanh luôn. Một chiếc như này, 80k nhá, 80k. À, đây có ba cái chốt vít này. À, cực chắc. Nhựa tổng hợp nhá. À, cán nhựa tổng hợp bọc cao su cực kỳ êm tay luôn. 80k một chiếc nhá. Rồi. Tiếp theo đây thì ren cao co nhiệt vẫn còn nha các bác. Đó. Mình đấu nối dây điện. Đó. Thì mình sử dụng như thế này rất tiện dụng, nhanh gọn mà đẹp. Đó. Một bộ như thế này 7 sợi nha, đầy đủ các mẫu. Đó. Lớn nhỏ từ 1 chấm đến 10 chấm cũng có luôn. Đó. Một sợi của nó thì nó khoảng gần 2 mét nha. Rồi một quặn gen co nhiệt như thế này 50k nhé, 50k đá mài dao, đá mài dao dùng trong gia đình. À, độ mịn của nó là 180-320 mét bài japa, hai mặt nha, hai mặt đá, mặt phá và một mặt là mài mịn. Nay thì xài trong gia đình cũng rất là ok rồi nha. Đó. Rồi, dao bếp cực kỳ ăn thép nha, mà cũng rất là ít hao đá nha. Cái viên này thì em cũng có test rồi, sử dụng trong nhà rồi, xài cũng cực kỳ nhanh luôn, ăn thép. Đó. Mặt mịn, mặt 320 của nó cũng khá là mịn nha các bác. Đó. Một viên như thế này 90k nha, 90k một viên. Rồi, tiếp theo bộ kéo y tế nhé, bộ kéo y tế. Đây thì một bộ của nó sẽ gồm 10 chiếc kéo như thế này, 10 chiếc kéo y tế như thế này. Cắt chỉ, cắt đồng mũi đồ cũng được luôn, nhỏ thôi. Còn mới nhé, chưa qua sử dụng, kéo inox chưa qua sử dụng nha, còn mới nguyên, cái này hàng tồn kho nha các bác. Là một bộ sẽ gồm 10 chiếc kéo nhỏ như thế này và 10 chiếc nhíp như thế này. Đó. Nhíp này thì nó có đấy, đủ mẫu nha. Đó, kẹp này. Đó. Một bộ 10 chiếc kéo và 10 chiếc nhíp. 120k nha. Đó, 120k. 20 chiếc. Đó.
búa nhổ đinh hết vẫn còn nha. Này thì cũng còn một số cây nữa thôi. Còn mẫu mẫu 20 nha. Mẫu này thì nó nặng khoảng 800 hơn 800 gram. Cán bọc cao su luôn này. Đây cái đầu nhổ đinh này, trong mớm này. Mớm này, nhổ đinh bên hông này. Đó. Lưỡi chữ V còn nguyên nha, chưa hề hư hại, rất là cứng luôn. Búa Mỹ nha. Ở đây thì cán của nó đúc liền này, cán thép đúc liền, cực kỳ cứng cáp luôn, bao bền cho các bác nha. Mặt búa còn nguyên nha, búa này là hàng tồn kho nha, chưa qua sử dụng. Cán dài 40, 220k, size lớn nha, kỳ ok luôn, búa đóng đinh. Rồi, đầu nắt léo này, này có thể mở ốc góc hẹp nha. Đây, cái này mình lắp vào đầu máy khoan đây, đầu máy khoan này, để vặn ốc khoan cũng được luôn. Đây cái đầu này để gắn này, gắn gắn vít này, mở ốc góc hẹp nha. Và một chiếc như thế này là 135k nhá, 135k một chiếc. Đây hàng bãi nha, hàng Mỹ nha. Các bác nhìn cái chất lượng của nó là cực kỳ ok luôn này. Về mình tra dầu thêm một chút nha, tại vì hàng bãi thì nó sẽ hơi khô một chút, thì mình tra dầu vào cho nó đảm bảo sử dụng được lâu bền. 135k nha, cứng luôn. Rồi, tiếp theo là một bộ kính lúp hàng. Đây có mặt kính lúp này. Nó ở đây thì nó kèm theo một cái bộ này. Đây, một bộ đế nhá, bộ đế này. Đó, kẹp đầu kẹp này. Đó, gắn đầu giữ mỏ hàn. Đó. Đây đế của nó đây. Đây đủ phụ kiện bên trong nhá, về mình ráp vào là được rồi. Đây. Cái này thì nó có pin nhá, mình xài hai pin pin máy lạnh nhá, pin remote máy lạnh. Nhỏ này, on off này, có thể chiếu sáng nhé, đèn chiếu sáng và nó đảm bảo, hoặc là mình cũng có thể bỏ ra để bọc sách báo được luôn. Đó. Một chiếc như này kính lúp hàng một bộ 250k nhé, 250k. Rồi. Bảng học sinh, bảng học sinh. Đây thì nó có công tắc đây, khóa mở này, kèm theo bút của nó nhé. Bảng này bảng màu nhé, bảng màu rất là đẹp luôn, để cho các cháu có thể học tập rất tiện dụng nhé. Xài xong mình ấn xóa gọn nhẹ sạch sẽ, không phải dùng bắn phấn dùng bụi. Đó. Một chiếc như thế này 150k nha, 150k, mặt bảng lớn nha, bảng lớn. Đó. Nó dài khoảng gần 40cm nha, bề ngang này là 25cm. Rất đẹp luôn, cái này thì hàng Trung nha, hàng Trung xuất nha. Đó. Thì mình không xài nữa thì mình tắt pin đi. Đó, xài pin pin của nó này, đây có cái ốc này để mình mở pin nha, nó dùng pin pin dẹp, pin đồng hồ nha. Một chiếc như này 150k bảng học sinh. Rồi. Bộ ron cao su, ron cao su. Đây là 110.000 nha, 110.000 một bộ nha các bác. Đầy đủ các mẫu luôn, lớn nhỏ đủ loại nha. Rất là nhiều luôn. Đây. Đây các size của nó này. Ron cao su. Mình có thể sửa chữa máy
bơm nước này, máy bơm hơi này, rửa xe, đầy đủ các mẫu lớn nhỏ đủ loại nha, rất là nhiều luôn. Cái rong này cũng rất là quan trọng nha, thiếu là mình sử dụng cũng không được. Mà mua 1-2 cái thì nó cũng rất là bất tiện nha các bác. Đó. Một hộp như thế này, bác nào xài nhiều thì mình sử dụng thay thế dần cũng được. Là một bộ 110k nha, 110k, rất là nhiều món luôn. Sử dụng bao nhiêu năm cũng không hết luôn. Rồi, ở đây thì vẫn còn một số đầu nối hơi nhanh nha. Đầu nối hơi nhanh. Ở đây thì có tất cả của nó là 8 món nha các bác. Này, 8 món này. Cái đầu hơi này. Đây, đầu ren nha. Đây, đầu nối nhanh này. Đây, đầu cái này. Đây, đầu ráp này. Đó, cực nhanh luôn. Mở cũng rất là nhanh. Đây, ráp ống nha. Ráp ống dây. Ráp đầu này. Đó. Đó, rất là nhanh luôn. Đầu nối hơi nhanh. Cái này là hợp kim nha, hợp kim titan, siêu bền, siêu nhẹ nha, chống ăn mòn, không có bị oxy hóa nha. Xài nhiều khi dây hư rồi nhưng mà cái đầu này chưa hư nha các bác. Đây, test cho các bác này, siêu cứng luôn nha, không bảo gì nha các bác, cực kỳ cứng luôn. Vỡ gạch luôn mà chưa hư nha. Mình nhìn nó giống nhựa thôi nhưng mà cái này không phải nhựa nha các bác. Đó, hợp kim titan nha. Đó, nguyên liệu để sử dụng để làm trong ngành hàng không nha. Đó, một bộ như này là 125k nha, 125k một bộ nha. Đầu vít đều watt này, đầu vít đều watt. Về thêm rồi nha các bác. Đó. Cái này đầu 5/16 nhá, 5/16 có 500 này. Đó, có 500. Siêu hít luôn. Đó. Đầu bắn tôn. Đầu bắn tôn đề watt, thương hiệu của Mỹ nhá. Đó. Một chiếc kia này là 15k nhá, 15k một đầu. Đó. Kim chết xích. Đó. Kim chết xích Jetty. Xích của nó này, kim chất xích dùng để mở những cái ốc nó lệch cỡ này, ốc lớn hoặc là những cái đồ mà nó ren nó chắc. Đó. Đó, rất là dài luôn. Mạ ly chen kháng rỉ nha, mạ ly chen kháng rỉ rất là cứng cáp nha. Rất tì kỳ cứng cáp luôn. Đó, cực kỳ ok luôn. Một bộ kim chất xích như thế này 150k. Đó, kim chất xích Jetty USA. Rồi, bộ dây chắc là một bộ dây thước dây. Đó, thước dây 30m nha, 30m. Đây, 30m. Hai mặt số luôn, hai mặt số nha. Đó, dây rất là dẻo. Số cực rõ nha, dài 30m. Đây, mình không xài đây là mình xài cái quay tay nên là nó sẽ rất là bền, sử dụng được lâu dài. Rồi, một bộ thước dây như này là 135k nha. Đó, 135k. Đó,
Đây thì có bộ xẻng, xẻng cao quốc, bác trồng bonsai làm vườn. Đây có cào ba răng này, cuốc đây, một chiếc lưỡi xẻng xúc, cán gỗ bọc cao su rất là êm thôi. Một bộ xẻng cào như thế này 75k nhé, 75k. Bộ ray trượt nhé, ray trượt cực kỳ nhạy luôn. Đây là làm học tủ, học bàn, chế những cái món đồ khác tùy các bác nhé. Bộ ray trượt như này gồm một cặp này, hai chiếc nhé, 35k nhé, cặp còn rất mới nhé, chưa xài. Quạt mini này, quạt mini này thì mình có thể sử dụng sạc dự phòng này, hoặc là mình xài trên xe máy thì mình có thể gắn vào cái tẩu tẩu riêng này, cái tẩu mà xài để sạc điện thoại gắn cũng được, sử dụng trên xe máy cũng rất là mát nha, đi đường dài, đi đường xa. Xài điện là xài 5V này, 5W nhá, quạt mini quay cũng rất là mạnh luôn nha các bác, cực kỳ mát luôn. Một chiếc như này là 25k nha, 25k. Cháu đi học chẳng hạn, giờ mùa hè này nó nóng thì mình có thể đi học, thì sinh viên, học sinh sinh viên chẳng hạn, mình mang cục sạc dự phòng đi, mình cắm vào sử dụng cũng rất là ok luôn. Một chiếc 25k nha. Bộ taro ốc gãy này, taro nhỏ ốc gãy 2, 4, 6 đầu nha, lớn nhỏ đủ cỡ nha các bác, LS. Ốc, những cái ốc mà nó bị hư ren này, hoặc là chắc lâu ngày, mình sử dụng taro nhỏ ốc gãy này thì nó sẽ rất dễ dàng để mở cho mình nha. Một bộ như này 75k, 75k nha. Đây nó có màu xanh, màu vàng thì là cái vỏ thôi nha các bác, nó như nhau thôi. Keo dính đa năng, keo dính đa năng này dính gỗ này, dính sắt, dính nhựa, đầy đủ đều được nha. Dính ống nước này, keo dính đa năng, một lọ như thế này là 25k nha. Nó dạng như tiếp kẹp đánh răng chẳng hạn, đó là giống kiểu kẹp đánh răng, keo dính đa năng cực dính nha, dính cực chắc luôn. Một hộp như thế này 25k nha, kèm mác thông số của nó đầy đủ luôn, 5k một lọ nha. Đây thì còn một số đục lấy dấu này, đục lấy dấu đây vẫn phải chắc này. Lực rất là mạnh luôn. Đây là in nổ luôn ở dưới sàn nhà này các bác này. Mình có thể lấy dấu trên sắt đây, nhôm sắt, gỗ đều được nha. Một chiếc như này 65k nha, 65k. Đây thì có một số mấy cái công tắc nhấn này. Đây là 10k một chiếc chứ, 10k một chiếc công tắc nhấn, có kèm theo dây của nó này. Bộ thìa, bộ thìa inox này, 2, 4, 6 chiếc nha, 6 chiếc rất là lớn luôn, rất là đẹp nha, cực dày dặn nha. Thì 6 chiếc như thế này. Ba mươi năm k nha, 6 chiếc. Máy xay sinh tố, xay sinh tố hoa quả này, trái cây,
Cái này thì mình sử dụng pin sạc nha, pin sạc có thể đem đi theo người, đi ra ngoại picnic là mình không xài điện thì mình có thể xài trực tiếp nha. Trái hoa quả, trái cây. Ở đây thì nó có hai loại hộp nha, hai hộp luôn này. Đây cái nắp nha, cái nắp thì mình sử dụng đây, thay cho một cái bình nước này, thay cho một bình nước mở ra để uống được nha. Đó. Cái này thì nó hết pin rồi các bạn, test nhiều quá nó hết pin rồi. Về mình sạc nha, sạc dây sạc điện thoại. Đây có jack type C nha, jack type C. Mình cắm mắt sạc điện thoại rồi mình sạc được thôi. Quay cũng rất là mạnh nha, cực kỳ mạnh luôn. Các bác nào muốn chắc chắn hơn thì em sẽ sạc pin lại. Sẽ gửi hình ảnh test quay qua video cho các bác nha. Qua Zalo. Một chiếc như này là 180k nha, 180k, một bộ máy xay sinh tố, hai hộp bình này, và một chiếc máy này có dây nhá, có dây sạc đi kèm nhá, kèm dây thôi nhá, còn đầu sạc thì về các bác sử dụng đầu sạc của đầu sạc điện thoại nhá. 180k một chiếc. Rồi, tiếp theo là một chiếc Aptomat đó. GP tự ngắt này là 30A nha. 30A. Chống giật, chống giật. Này của Hàn Quốc nha, còn mới nguyên này. Rất là đẹp luôn, đầy đủ phụ kiện nha các bác. Đầy đủ phụ kiện luôn. Một chiếc như này 65k nha, 65k 30A. Bộ bánh xe nhỏ này, tân chân tủ kính này, tủ đẩy xe đẩy, bốn bánh nhá, bộ bốn bánh đều có hãm nha các bác, bốn bánh đều có hãm nhá, xoay 360 độ. Đây hai bạc đạn hai bên này, tải của nó cũng rất là lớn nhá, thành siêu dày luôn, rất là cứng luôn. Hai bạc đạn thì nó rất là bền. Một bộ như này 180k nha, 180k một bộ. Bánh lớn này, bánh lớn, bộ bốn bánh, hai bánh hãm hai bánh không nha, xoay 360 độ. Đấy, thành nó dày hơn 2 ly này, 2 ly rưỡi luôn này, kỳ dày nha. Hai bạc đạn này. Bánh này thì độ rộng của nó khoảng 7 phân nha, 7 phân. Cái ngang này là 2,5 phân nha. Một bộ như này là 280k, 280k. Hai bánh hãm nha. Vòi nước. Vòi máy lọc nước này. Còn mới nguyên nha. Chưa xài luôn. Một chiếc như này 85k nha các bác, 85k. Vòi nó mới lọc nước. Võng dù. Võng dù quân đội. Cái này thì mình có thể gấp gọn này, gấp gọn làm gối cũng được. Tay em loại. Đây, trong này thì nó có hai lớp nha, hai lớp. Một lớp bên ngoài. Lớp dù bên trong này, lớp dù bên trong cực dày nha, cái này mỗi đốt không xuyên nha các bác, nó có màn kèm theo cho mình nha, màn kèm theo cho mình. Đây nó có khóa này, có khóa này mình có thể mở ra. Đó. Khóa nó bên này thôi. Đây khóa này. Đó. Mình có thể mở ra nhé. Mình xài mùng thì xài, mà không có thì mình có thể bỏ ra cho mát này. Đây. Lớp cực dày, đông ấm hay là mát nhá. Đây là lớp mùng của nó cũng rất là dày luôn. Đó. Mình không xài thì mình có thể gấp gọn vào nhá. Không xài thì gấp gọn vào.
mang theo mình đi rẫy hoặc là đi dã ngoại picnic, mang theo cũng rất hợp lý luôn, đi phượt. Đó. Một chiếc như này 200k này thanh lý cho các bác luôn. Đó. Còn một số ít thanh lý 200k nha các bác. Ổ điện thích cắm. Ổ điện thích cắm. Này về thêm này nha. Đó. Có hai loại nha, một loại ổ 5 này, ổ 5 này. Đây xài rắc dẹt, rắc tròn, rắc ba chấu đều được nhé. Đây dây tai này thì mình sử dụng thì mình gắn vào đây nhé. Cái này thì mình xài dây ba pha cũng được, và dây 2 thì dây có dây mát này thì mình gắn ở dưới này nhé. Còn nếu mà xài hai dây bình thường thì mình xài trên này nhé. Rồi một chiếc như thế này, ổ điện 5 lỗ, 50k nhé, 50k. Ổ điện 3 này, có đèn báo nhé, cái này có đèn báo này. Công suất của nó là 3.500W này, 16A nhé. Đây dài rác dẹt, rác tròn đều được nhé. Mẫu này thì mình sử dụng rác thường nhé, rác thường, hắn cực chắc luôn. Còn mẫu này thì mình xài rác công nghiệp nhé, rác công nghiệp. Chéo ok hơn. Đó, rác công nghiệp những rác lớn như thế này. Đó, rác quạt thì nó nhỏ nha các bác. Đó, tôi chắc nha. Đó, ổ điện 3 chấu 3 lỗ thì cũng 50k luôn. Đó, phích cắm có đèn báo, phích cắm có đèn báo. Đó, 20k nha. Silicon siêu bền, siêu chịu lực, chống va đập nhé. Bác nào làm công trình thì mình sử dụng khá là ok luôn.